ơn chào đón quý vị khách hàng đã quay trở lại kênh video ngày hôm nay. Thưa quý vị khách hàng, hiện tại thì Ngọc Nga đang đứng trước cửa công ty Bình Minh tại địa chỉ 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Và trong video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ cùng với đoàn công tác của công ty Bình Minh cùng nhau đến thăm nhà của khách hàng đến từ Ba Vì, Hà Nội. Trong video ngày hôm nay sẽ có những điều thú vị gì xảy ra? Xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu. Trong chuyến đi lần này, đoàn công tác của công ty Bình Minh rất hân hạnh được khách hàng anh Miền, chủ gia trại Chu Miền tại Ba Vì, Hà Nội, mời đến nhà tham quan trang trại của mình. Rất may, khi đoàn công tác chúng tôi đến thăm trang trại của anh, thì cũng là lúc gia đình anh đang chuẩn bị làm thức ăn cho vật nuôi. Theo chia sẻ của anh Miền, trước đây, do thời điểm 2017-2018, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Vào những giai đoạn khó khăn nhất, gia đình anh phải tự nấu cám làm thức ăn cho vật nuôi. Chăn nuôi gần như không đem lại hiệu quả và lợi nhuận, và anh đã quyết định phải thay đổi mô hình chăn nuôi của mình. Dạ vâng, và bên cạnh Ngọc Nga đây chính là anh Miền. Hôm nay Ngọc Nga rất là vinh dự khi được anh mời đến tham quan trang trại của mình. Và anh Miền ơi, em có thể hỏi anh một số các câu hỏi thêm được không ạ? Được rồi, em cứ hỏi đi. Dạ vâng, thì không biết là cho em hỏi trang mình nuôi trang trại, mình nuôi những vật nuôi gì ạ? Anh chủ yếu là anh nuôi chuyên về con lợn thôi. Lợn ạ? Anh chủ yếu là con lợn vậy. Gà qué không? Không ạ, thì là mình chuyên lợn ạ. Anh chỉ đi sâu về con lợn vậy. Dạ vâng. Thế anh cho em hỏi là mình đã nuôi được lâu chưa ạ? Về quy mô chăn nuôi lợn thì anh nuôi cỡ khoảng 15 năm nay rồi. 15 chuyên năm về con lợn. Dạ vâng. Năm 2019 thì anh xuống công ty Bình Minh, anh lấy máy ép cá viên S270. Dạ vâng ạ. Về làm cám và thấy cái tổng số lượng thu nhập và cái cám để mà giảm được cái tỷ lệ đầu vào là cũng khá là rõ rệt. Dạ vâng. Đấy, về cái số lượng cám thì làm thì theo cái sản lượng của lợn nhiều thì mình làm nhiều, lợn ít thì làm ít. Dạ vâng. Còn so với lại cái cám của thị trường, về cái cám của con lợn nái hậu bị và con lợn con là gia đình cũng làm được cả. Dạ vâng. Về tính về cái chi phí so với cám của thị trường thì là nó cũng khá là được rẻ hơn so với cám của các công ty sản xuất ra. Dạ vâng. Công thức cám viên của anh cũng vô cùng đơn giản, chỉ với những nguyên liệu như củ lạc, phần lá khoai lang, bột cám và phần nước cá ủ vi sinh trộn đều là anh Miền đã sản xuất ra hàng tạ cám viên mỗi ngày. Thế trung bình là mình một ngày thì mình sản xuất ra bao nhiêu lượng cám? Một ngày để mà anh phục vụ cho lợn thời điểm nó mà cao điểm, bây giờ nó 40 con lợn nái, 40 lợn nái và khoảng 300 lợn thịt, thì lợn cám của công ty thì anh lấy 2/3. Còn lại 1/3 là anh sử dụng máy ép cám viên để mà phục vụ cho trang trại gia đình này. Như vậy, với mỗi một lần chạy máy như này, anh có thể làm thức ăn phục vụ cho đàn lợn nái của mình ăn trong 2 ngày. Anh Miền cũng chia sẻ thêm, với những nguyên liệu có sẵn tại nhà do anh tự chuẩn bị, tổng chi phí để sản xuất ra 1 cân cám viên sẽ rơi vào khoảng 9.000 đồng 1 cân tại thời điểm hiện tại. Trong khi đó, giá cám công nghiệp trên thị trường dao động trong khoảng 14.000 đồng một cân. Như vậy, với việc sử dụng máy ép cám viên để tự sản xuất, anh Miền sẽ tiết kiệm được khoảng 5.000 đồng một cân. Gia trại Chu Miền của khách hàng ngày hôm nay là một trang trại chuyên nuôi lợn nái và phối giống lợn. Lợn con đẻ ra sẽ bán cung cấp giống cho các trại và nuôi thịt lợn để bán. Anh sẽ mở cho một thùng men cá, men vi sinh cho các em. Cái này thơm lắm này. Thơm nhất luôn này. Cái này nó ủ được bao lâu rồi anh? Ủ khá được rồi. Thơm đấy nhở? Bây giờ ta ngửi mùi này thì nếu như mà không quay trực tiếp này thì khó mà ấy được, nếu không trong toàn bộ là miền cá không, không nó nuôi nước hết trong chăn nuôi, trong chăn nuôi nó mục hết đúng không anh? Nó mục hết rồi. Cái này là mình tận dụng cái cá chứ các thứ mà người ta không sử dụng đến đúng không anh? Kiểu đầu cá các thứ đúng không? Không, của anh đây toàn bộ là cá cơm hết. À. Nó nhưng mà ủ này thì cái khâu mà đánh nhuyễn cá này làm nào? Không, anh không phải đánh đâu, anh cứ thả tất thôi được. À, nó mục mà anh. Dưới này đây nào của anh luôn ạ. Hay là hiện nay do tình hình dịch bệnh, để đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn,
đoàn công tác Bình Minh chúng tôi đã tuân thủ chỉ đứng bên ngoài chuồng quan sát phía bên trong trang trại lợn. Thế chị bảo là cái điều hôm trước chị bán con nái mà bán giá thị trường là 50, chị bán 60 được. Mua xong người ta còn đến đòi mua thêm không bán. Thấy chị bảo là cái lợn đấy ăn nó ngon quá. Nên là có con nào nhất định phải để lại. Số chung thứ này của anh nuôi là 200 thịt. 200 thịt. 200 thịt bên lợn. Còn một nửa bên này là anh nuôi 100 con thịt nữa, với lại 20 con lái rồi 100. À đây còn có hệ thống giám sát luôn. Thế ví dụ như ngày mà nắng nóng thì anh xử lý thế nào? Ví dụ như nóng nắng thì anh dùng băng quạt với lại băng mái. Băng mái này, băng mái đây. Rồi, anh gửi. À nhưng mà được cái mình cạnh ngay cái hồ này cũng rất là mát này. Nó điều hòa tự nhiên. Ngày hôm nay thì rất vui được anh mời đến đây để tham quan trang trại của nhà mình. Thì bọn em cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn các dòng sản phẩm của công ty Bình Minh. Dạ vâng, đến đây thì quá trình tham quan cũng đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn anh cùng với gia đình đã rất là tiếp đón nồng nhiệt đoàn công tác của công ty Bình Minh. Thì bọn em xin chúc anh luôn chăn nuôi thành công, kiếm bộ tiền. Thì rất mong là sau này sẽ có cơ hội được gặp anh thêm nhiều lần nữa. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng, em chào anh ạ. Và ở đây có một số clip do khách hàng anh Miền cung cấp về trang trại lợn của nhà mình. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Và nếu quý vị có nhu cầu muốn trao đổi kinh nghiệm với khách hàng anh Miền, quý vị có thể liên hệ theo địa chỉ mà Ngọc Nga đang để ở phía dưới phần mô tả video clip này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.